Với lợi thế đất đai màu mỡ nhờ lượng lớn phù sa của ba dòng sông Tiền, Hàm Luông và Ba Lai bồi đắp, huyện Châu Thành có nhiều điều kiện thuận lợi để các loại cây trái phát triển tươi tốt quanh năm. Phong cảnh thiên nhiên nên thơ hữu tình với những hàng dừa xanh mướt, vườn cây trĩu quả chính là tiềm năng và lợi thế để Châu Thành phát triển loại hình du lịch sinh thái miệt vườn sông nước. Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, ngành du lịch Bến Tre đã có nhiều khởi sắc khi lượng khách tìm về xứ dừa ngày một đông. Đặc biệt, vào những dịp lễ Tết vừa qua, lượng khách và doanh thu từ du lịch khá cao. Vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, các cơ sở kinh doanh du lịch sinh thái ở xã Tân Phú, huyện Châu Thành đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Như mấy ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì khoảng vài trăm khách. Vườn hiện tại là có vườn chôm chôm với sầu riêng để cho khách vô tham quan rồi mua ký tự hái luôn. Ở đây là như mình mua trái rồi đưa khách vô chứ không có... Nói chung là làm quanh năm chứ không có làm nghiệp vụ gì. Khách là như đi nhường trái cây rồi về nghỉ ngơi ăn uống. Như khách thường thì ăn bánh xèo, rồi gỏi ốc, rồi ếch đồng, chuột dừa, tôm sông, rồi cá tai tử, chi chù. Đối với miệt vườn Châu Thành, hầu hết du khách đều cảm thấy thích thú khi được tận hưởng cảm giác sờ tận tay và hái ăn ngay tại gốc với những loại trái cây quen thuộc mà hầu như mùa nào cũng có. Hiện nay, các loại trái cây đang vào mùa, nên du khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch sinh thái vào dịp Tết Đoan Ngọ càng trở nên rộn ràng, náo nhiệt hơn. Cảm nhận, cảm giác của chị thì rất là thích. Chị nói chung là chị thích ở đây lắm. Nói chung là cũng công việc cũng ráng tranh thủ mà để sắp xếp thời gian đó để đến đây là năm nào cũng đến đây một, hai lần. Sau những giây phút trải nghiệm thú vị, ghi lại những bức ảnh kỷ niệm để lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời trong những vườn trái cây sum suê trĩu quả, chắc chắn du khách sẽ có cảm giác mệt nhòa, kèm theo đó là một chút đói, một chút khát. Lúc này những món ăn miệt vườn lại được dịp ra mắt du khách gần xa, được dịp chứng tỏ độ ngon khi được nhà vườn chế biến một cách tỉ mỉ, đơn giản mà không kém phần bắt mắt. Cũng nghe nhiều người cũng giới thiệu về Bến Tre. Thấy Bến Tre cũng thông thoáng rồi thấy từ mấy người ở đây cũng mấy người trong quán vậy nè cũng tiếp đãi nồng hậu vui vẻ nên mình chọn địa điểm này mình đến xem đất khoái quá trời luôn á sung sướng đi tận hưởng cho mình tận hưởng chính tay mình hái những trái cây ngon như tươi xanh như vậy. Về thăm miệt vườn, ngoài việc tham quan vườn trái cây, thưởng thức những món ăn dân dã do chính người nông dân chế biến bằng cả tấm lòng và tình cảm trìu mến, du khách cũng có thể trải nghiệm các hoạt động du lịch sông nước để trải lòng mình với thiên nhiên. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó phai về những chuyến hành trình. Với tiềm năng du lịch phong phú, huyện Châu Thành đã và đang trở thành điểm dừng chân thu hút đông du khách trong và ngoài nước trên hành trình du lịch Bến Tre. Trong những lúc mệt nhòa, căng thẳng hay bộn bề với công việc, cuộc sống, du khách hãy tìm về với mảnh đất Châu Thành nói riêng và quê hương đồng khởi nói chung để cảm nhận sự duyên dáng, hiền hòa mà cũng rất đổi bình dị, chân phương từ đất và người Bến Tre.